Trần Như xin kính chào các khán thính giả. Kính thưa quý vị, anh Trương Quốc Huy, một thanh niên tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam, vừa được trả tự do hôm nay sau khi mãn hạn tù với cáo buộc phân phát truyền đơn chống phá nhà nước. Sau khi ra khỏi nhà tù, anh Trương Quốc Huy đã dành cho Đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Cuộc phỏng vấn được thực hiện qua hệ thống Sky Video. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Dạ vâng, xin gửi chào đến anh Trương Quốc Huy ạ. Xin chúc mừng anh đã được trả tự do ạ. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Vâng, thưa anh, cái cảm giác đầu tiên của anh sau khi ra khỏi nhà tù như thế nào thưa anh? Vâng, hiện tại bây giờ thì khi sau khi được ra khỏi trại giam thì cũng có một cái niềm vui nhỏ nhỏ là mình được đoàn tụ với gia đình. Nhưng mà cũng còn rất là nhiều cái nỗi lo cho những anh em vẫn còn ở lại trong trại giam đó. Và tôi vẫn còn tiếp tục phải thi hành thêm là 3 năm ngoại kế tại địa phương. Trong vòng 6 năm tù tội vừa qua thì anh có những cái trải nghiệm nào được cho là đáng ghi nhận nhất anh có thể chia sẻ được không ạ? Phải nói rằng là trải qua rất là nhiều cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là cái điều kiện thông gặp với lại gia đình. Thứ nhất là để biết được tin tức là gia đình, người thân thì cái thời gian mà gặp rất là hạn chế. Trong quy định thì họ có quy định rằng là từ 1 tiếng đổ lại, có nghĩa là không quá 1 tiếng. Nhưng mà thực tế là từ trước tới giờ, kể cả những anh em mà ở trong tù mà chúng tôi hay nói rằng là tù chính trị, và bên phía họ thì họ nói là những người vi phạm an ninh quốc gia thì họ cũng rất hạn chế. Có khi là có nhiều anh em khi ra đó là bị những cái vấn đề, chẳng hạn như là họ đổi thừa là trễ giờ, và thậm chí có những gia đình họ đến rất sớm. Chẳng hạn như gia đình tôi, cái đôi khi là đến trại giam là khoảng 8 giờ sáng mà phải ngồi đợi, phải chờ để có người dắt chúng tôi ra, và họ ngồi kế một bên, thì thành ra là cái thời gian gặp bị hạn hẹp lại, nên thành ra không có thông tin gì được với gia đình, hoặc là nói cái chuyện gì, nếu mà nói cái chuyện gì mà ngoài cái phạm vi của trại giam á, thì có thể là nói hỏi thăm sức khỏe gia đình, bà con dòng họ. Nhưng mà nếu khi mình đem những vấn đề ở trong trại giam ra mình nói á, thì bị họ ngăn chặn ngay và rất là khó dễ, nên thành ra là cái điều đó thì làm cho nhiều anh em, không phải riêng tôi, họ cũng cảm thấy rất là buồn, rồi cũng phải cố gắng để vượt qua những cái giai đoạn đó thôi anh. Thưa anh, như chúng tôi được biết thì dù được ra khỏi nhà tù nhưng mà anh vẫn còn phải trải qua 3 năm quản chế nữa. Hiện tại thì cái tình hình sức khỏe của anh ra sao ạ? Cái sức khỏe hiện tại của tôi thì vẫn bình thường. Thì ngoài cái bệnh đau dạ dày ra, tôi cũng vẫn còn đang uống thuốc. Trong tương lai thì không biết sẽ như thế nào, bởi vì trước mắt là vẫn còn phải chấp hành cái lệnh quản chế của nhà nước đưa xuống, thì thành ra là áp đặt cho tôi là còn 3 năm quản chế tại địa phương. Khi tôi về ra khỏi trại giam thì họ cũng có đưa xe và họ bắt buộc tôi là phải về phường. Họ dùng chính xe của họ, họ chở tôi về, họ bàn giao cho địa phương. Họ nói rằng chỉ được ở trong phạm vi của cái phường của mình, chứ không phải là trong phạm vi của thành phố. Nếu mà đi ra khỏi quận thì vẫn phải có xin ý kiến của chủ tịch ủy ban nhân dân phường thì mới được, chứ còn không phải được tự tiện mà có thể đi đâu được, thưa anh. Nên điều đó làm cho tôi rất là lo. Thì tôi cũng xin cảm ơn quý đài, và cũng cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các tổ chức đoàn thể trong thời gian qua. Thì cũng có tổ chức ký giả không biên giới, khi tôi còn đang ở trong tù thì cũng có gửi thỉnh thoảng được cái trực tiếp, và có sự quan tâm động viên như vậy, làm cho tôi rất là cảm kích, và có tinh thần để gia đình tôi được động viên, bản thân tôi ở trong trại giam được động viên, tôi có tinh thần để còn tiếp tục mình tiếp tục bước đi trên cái con đường đấu tranh cho tự do dân chủ. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho OFA, và Trần Như cũng xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, và xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần tới.